cuộc sống bình thường là đây? Bình yên quá. Dòng đời nhạt ngã, ta biết đi về đâu. Cuộc đời chìm sâu vào chuỗi ngày cay đắng. Cuộc đời buồn như ánh sao cô đơn giữa trời. Biết lời nào cho ta sống an yên muôn kiếp người. Đời như là uống, đâu dám mơ được yên. Tình ơi đưa ta qua tháng ngày giông bão. Giờ còn gì đâu, hai cánh hoa bay cuối chân trời. Chỉ có tình yêu thật sáng lên anh nên giữa đời. Tình yêu hỡi xin hỡi. Mình mang nhau nhiều nhiều và làm gì đó giúp cho lấy thôi. Phải liều thôi, tới gặp thằng Thông thì mang ra. Lộc, à, dạ cậu, cậu ngồi đi. À, cậu uống gì? Ờ, cà phê đá, pha đắng nha. Dạ. Em ơi, dạ, cho anh ly cà phê đá, pha đắng nha. Dạ. Cậu, cậu biết chỗ ở của Quý rồi. Nè, đáng bị sao vậy? Ờ, hôm bữa con bị té ở phòng trọ của Quý. Mà sao biết chỗ của nó ở vậy? Cũng tình cờ thôi cậu. Hôm bữa con đi học về, cái chỗ phòng trọ của Quý á, gần chỗ phòng trọ của con luôn. Nản rồi, để ba má nó lo đi, muốn làm gì thì làm. Dạ cà phê của anh. Cảm ơn em nha. Dạ. Mà sao hai đứa chia tay vậy? Nghe nói bên nhà trai chờ mãn tang để làm đám cưới mà. Con thấy bây giờ con với Quý mà dừng lại cũng tốt. Hai đứa không có hợp nhau. Sao không tìm hiểu kỹ để khi người lớn vào cuộc chuẩn bị cưới thì lại nói là không hợp? Thì nhà con cũng nghèo hơn nhà chú thím ba. Với lại lúc đầu con cũng nghe theo lời của má con là cưới Quý. Con với Quý học chung trường, với lại quen biết nhau cũng lâu lắm rồi. Con tính là học hành đàng hoàng, kiếm cho bằng cấp, xong rồi có công ăn việc làm đàng hoàng rồi mới cưới. Đâu tự nhiên cái tính nết đùng đùng lên rồi làm hư hết mọi chuyện luôn rồi. Tính nết nó xưa giờ vậy rồi, sao bây giờ mới nói là không chịu được? Ý của con á là bây giờ muốn làm cái gì á thì cứ kiếm con. Cậu nghĩ coi, tự nhiên á bây giờ hành hôn tới mức á mà chị chủ của con á bị hư thai luôn. Cái gì? Ghen tuông cái gì kỳ cục vậy không biết nữa. Cô Hạnh là chủ quán này hả? Dạ. Tại sao Cương không nói với mình ta? Chị Hạnh giấu anh Cương, đâu muốn cho anh biết cái chuyện mà chỉ ra thì thảm vậy. Mà con nghĩ chắc anh Cương cũng hiểu hiểu nên không có thích con. Sao con quả quyết là con Quý hành hung cô chủ quán này ra nông nổi như vậy? Thì hôm bữa Quý với bạn của Quý đánh chị Hạnh trước mặt con, nhưng mà hình như là còn truy sát một lần nữa. Cái đó thì chị Hạnh giấu, với người ta truy cùng giết tận, đến lúc mà chị Hạnh hư thai luôn mới chịu. Khốn nạn thiệt. Cái thai đó của Cương à? Dạ. Thì lâu nay ai cũng biết cái chuyện chị Hạnh với anh Cương mà. Quốc Khánh. À, anh Phong. Khánh tính đi đâu vậy? À, dạ. Em đi đâu á thì để anh chở em đi, chứ con gái đi đêm nguy hiểm lắm. À, dạ. À, không 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 cần đâu. À, em Khánh. À, cho anh khuyên em một câu nha. Cuộc sống của em đang rất tốt, đừng có nên quay đầu tìm lại lối xưa nữa. Lối đi cũ
chỉ đưa em tới con đường tử mà thôi. Không phải vậy đâu. Anh đừng hiểu lầm. Anh cũng xin lỗi em vì đã lấn hơi sâu vào góc riêng tư của em. Nhưng em cũng biết đó, để cai nghiện cho em thành công là rất là khó. Em cũng biết điều đó, cho nên không bao giờ em ngu dại mà quay về con đường đó. Với lại em mang ơn anh và anh nhanh rất nhiều, không bao giờ em quay lại đường cũ đâu. Vậy chứ em đi đâu mà có vẻ ngập ngừng quá vậy? Thực ra thì anh Nhanh đang tìm một người. Trước đây người đó từng làm gái với trướng thằng Thông. Sao? Dạ. Em muốn quay lại gặp thằng Thông hả? Em chỉ muốn làm gì đó để giúp đỡ anh Nhanh thôi. Với lại chỗ đó em còn lạ gì nữa, không bao giờ em đụng mặt thằng Thông. Em chỉ muốn tìm người để hỏi thăm tin tức cho anh Nhanh thôi. Thôi, em đừng có lui tới chỗ đó nữa, không có an toàn cho em đâu. Bây giờ anh mời em đi cà phê, rồi ra đó em kể chuyện của anh Nhanh cho anh nghe. Biết đâu anh giúp được cho hai người, mà em cũng không cần quay lại nơi đó nữa nha. Nhưng mà... Cứ nghe anh đi. Ủa, có chuyện gì mà buồn vậy? Tâm sự nghe đi. Có gì cứ nói nghe đi. Anh em không à? Thì mẹ của em đó, mẹ khó khăn quá. Em không biết mẹ có chịu Hạnh hay không nữa. Vậy thì Hạnh sao? Ủa, anh chưa thấy Hạnh của em hả? Thấy Hụt mấy lần rồi, lần nào ra quán cũng không được gặp hết. Hạnh của em thì xinh xắn, hiền lành, khôn khéo. Chỉ mỗi cái là lớn nghèo chút xíu thôi. Sống theo kiểu phương Tây đi, tình yêu không ranh giới. Em thì nói làm gì, em yêu Hạnh chân thành mà. Vắng một ngày thôi là em không chịu nổi rồi. Còn mẹ em tính tình khó quá, em thấy không quan tâm chút nào. Hay là cứ đẩy mẹ Cương vào thế bí đi, cho ông bà một đứa cháu nội là đồng ý liền chứ gì. Nhưng mà Hạnh vừa bị hư thai rồi, hy vọng có thai lần nữa là rất mong manh. Ồ, vậy hả? Ừ. Nếu bây giờ mà em bị đặt giữa bên hiếu với bên tình thì em cũng không biết phải làm sao nữa. Sao cứ không tiếp tục mẹ của Cương theo ý của mình mà cứ ở đó than thở hoài vậy? Không phải là em không biết thuyết phục, mà trong chuyện này em thấy khó quá. Chuyện của em với Hạnh thật sự khó lắm. Khó hay dễ á là do chính mình nè. Em hiểu, nhưng mà tại không biết đó thôi. Mẹ em đã gặp rất nhiều bất hạnh khó khăn trong con đường tình duyên, nên trong chuyện này mẹ em khó chịu lắm. Em sợ là Hạnh của em sẽ chịu không nổi. Mọi chuyện là như vậy đó. Anh Nhanh về đây chủ yếu là để tìm người yêu cũ, nhưng mà đáng tiếc tới bây giờ vẫn không tìm được. Người mà anh Nhanh tìm đã từng làm ở vũ trường đó hả? Ừ, chắc là như vậy, cho nên anh mới muốn dò hỏi tin tức. Anh Nhanh nhờ em tới đó để dò hỏi tin tức hả? Không, là tự em thôi. Tại vì trước đó anh Nhanh tới đã bị đám ma cô đánh. Vậy sao? Bác sĩ chưa gặp ảnh hả? Anh bị thương khắp người. Anh có tới thăm, nhưng mà tại sao lại bị đánh dữ vậy? Vì cái con bé mà là cháu của ảnh đó, nó kêu người đánh ảnh. Trời đất. Bởi vì hiện tại nó đang là biêu nữ trong vũ trường. Chắc nó sợ anh Nhanh bắt nó về, cho nên nó mới làm như vậy. Cương. Ủa mẹ, tối nay mẹ có chương trình gì không? Mẹ về đây thì cũng không có bạn bè gì hết trơn á, mà không nhớ ai nữa.
Mẹ chỉ muốn loanh quanh Sài Gòn một mình thôi con. Vậy tối nay mẹ muốn đi đâu? Con đưa mẹ đi. Thôi để hôm khác đi. Chứ mấy hôm nay mẹ ăn uống không có được, nên thấy mệt trong người, khó chịu sao đó. Ủa, chú Tư nấu ăn mẹ không vừa miệng hả? Chú Tư được cái sạch sẽ, nhưng mà nêm nếm không có vừa miệng của mẹ. Nhưng mà có mấy món à, mà một tuần nay nấu đi nấu lại hoài ăn ngán quá. Mà Cương, con thích ăn cơm ở nhà với chú Tư hay là ăn cơm ở nhà bạn gái? Sao mẹ cứ hay hỏi khó con hoài? Nhưng mà có không? Có quen với cô nào chứ gì? Thì cũng là chuyện bình thường thôi mà mẹ. Con không quen ai mới là chuyện bất thường đó. Nè Cương. Dạ. Nghe khen á, nữ công gia chánh của cổ tốt lắm, mà nấu ăn cũng ngon nữa, đúng không? Mẹ làm như mẹ là thám tử, cái gì mẹ cũng biết. Thôi, không có nói xàm nữa nha. Con nói với Hạnh bữa nào nấu cho mẹ một bữa cơm đi. Sao mẹ cứ đưa con vào thế bí vậy? Hạnh còn chưa có dịp ra mắt mẹ nữa, bây giờ bảo người ta chạy về vô bếp nhà mình nấu cơm, vậy con biết mở lời làm sao đây? Nhưng mà mẹ chưa có món cổ tới chào bây giờ. Mẹ chỉ muốn thử một bữa cơm cổ nấu thôi mà. Thời buổi này mà mẹ cứ như là thời tống cám á. Trời đất ơi, mẹ chỉ biểu nấu thử một bữa cơm thôi mà sao con xót xa, con khó khăn quá vậy hả? Sao có làm được không? Dạ chào anh, dạ quá mấy các bạn. Xin chào. Dùng đủ nha. Một hết coi. Thôi rồi, không nói cái gì, người ta sang trọng như vậy. Thì một đại gia. Mình đi tú cho tôi biết nhắn tin trai vậy. Em không nhắn tin trai đâu. Vậy bây giờ biết làm gì chưa? Sao mà hẹn giữa đường giữa xá vậy? Nắng đâu muốn chết. Anh ba. Ủa, xe đâu mà cậu đi bộ vậy? Xe bị bánh ở bãi giá đằng kia kìa, cũng gần đây thôi. Sợ anh chờ nên qua đây gặp anh nè. Sao, cậu biết được chỗ ở của con Quý rồi phải không? Biết, một lát nữa xe xong á, em chở anh đi. Xa hay gần vậy cậu? Xa, mà xa cách mấy á, anh cũng phải tìm gặp nó, nói đầu nó về mà đúng không? Tôi ngoái đầu đó tôi đánh nó một trận cho cậu coi. Con cưng là con hư mà. Con Quý bây giờ á, nó khác xa lắm anh biết không? Mới có thời gian ngắn á, thay đổi dữ lắm anh ơi. Quên, tôi có một mớ khô ngon ở dưới quê, tôi đem lên tặng cho cậu Cương. Mấy hôm nay mẹ của Cương bị mới về, anh chịu khó ra khách sạn ở đỡ vài bữa nghe. Ráng chịu buồn cái thơm đi. Buồn vui gì cậu ơi, tôi ở đâu mà không được. Lần này á, bà giao cho tôi một nhiệm vụ thật là khó vậy đó. Là bằng cách nào phải lâu đầu cho bằng được con Quý về quê thì bà mới chịu. Nó đi sai đường rồi. Mình là ba mẹ, không lẽ thấy chết mà không cứu. Nhưng mà có thể bây giờ nó bị nghiện đó. Nghiện? Nghiện là nghiện hả? Bộ nó nghiện rượu bia hả cậu? Trời đất ơi, nó nghiện cái này còn ghê hơn nữa. Nó vô con đường này chỉ có chết chứ không có đường sống đâu. Nó nghiện ma túy đó. Trời đất, vậy tôi phải làm sao bây giờ hả cậu? Bây giờ tìm nó về, đôi đầu nó, bắt nó đi gây nghiện.
vậy? Hôm nay cà phê không ngon hả? Em ngồi đi. Ngồi nói chuyện với anh một chút không được sao? Quán đâu có quản lý rồi mà. Long đi học rồi, trưa Long mới về. Chứ kiếm cả đất Sài Gòn này cũng không có bà chủ nào tốt được như em. Anh Cương nè. Em biết rồi đó, mẹ anh mới về đây. Vậy là anh phải dành nhiều thời gian để cho bác ha. Em đuổi anh thẳng thường vậy đó hả? Em có đuổi hồi nào đâu. Thì Cương hỏi vậy cho nên Hạnh mới trả lời vậy. Ờ, anh nhờ em một việc, em có sẵn lòng giúp anh không? Ừ, nếu như nằm trong khả năng của Hạnh, Hạnh sẽ giúp. Em làm dư sức mà, trong khả năng của em. Chuyện gì? Chuyện cũng nhỏ thôi, nhưng cũng hơi khó. Khó là sao? Là Hạnh khó làm được á hả? Không, là chuyện anh hơi khó nói, khó nhận. Bữa nay Cương sao vậy? Có chuyện gì thì Cương cứ nói đại ra đi. Sao cứ rào đón Hạnh hoài vậy? Thực ra mẹ anh thèm cá thác lát nấu canh gì đó, mà chú Tư đi chợ nói là không thấy người ta bán loại cá đó. Rồi mẹ cứ chê chú Tư kho cá bị tanh, kho thịt thì không có ngon. Hạnh biết chỗ bán, để Hạnh mua cho. Mà mẹ cô Cương thích cá thác lát nấu với canh gì? Anh cũng không rành nữa. Chỉ thấy bữa ăn nào mẹ cũng than phiền. Vậy hả? Tội nghiệp quá à. Chú Tư bị chê tơi tả vậy luôn á hả? Vậy em hiểu rồi ha. Em chịu khó chịu mẹ một chút nha. Ừ. Để Hạnh đi chợ, rồi Hạnh mua cá thác lát xong Hạnh quết lại rồi để sẵn. Mỗi lần chú Tư muốn nấu thì chú Tư chỉ cần lấy ra nấu thôi. Để Hạnh đi mua liền. Hạnh à. Em nấu luôn đi. Chịu khó nấu cho mẹ anh một bữa cơm ngon nha, có được không? Dạ. Con quỷ nói đi ngồi đâu hay làm mộng chí rồi. Anh về cầu vô chơi đi, chơi nọ một chút. Đi đấy, ngồi xuống, ngồi đấy, ngồi đấy, ngồi đấy. Ôi, tưởng ai xa lạ, chưa quen biệt hết trơn. À, đây, uống nước hí. Uống đi. Ủa, uống đi nè. Con quý nó mướn chỗ này lâu chưa cô? Cái đó là chuyện bí mật, không nói được đâu. Uống nước đi anh. Cảm ơn chị. Mà thôi, đừng có ai hỏi về con quỷ nữa. Hỏi về Huế đi, Huế nói cho. Huế có nhiều chuyện phong phú lắm. Bà chị sống ở đây có một mình, rồi ngăn phòng ra cho mướn phải không? Dạ. Vậy là nhà chỉ có hai người thôi hả? Hai hoài. Em đó là em chỉ quen biết với anh Nhanh đây thôi. Còn anh là ai vậy? Dạ, tôi là cha của con Quý. Ồ, cha Quỷ á? Dạ. Hèn chi mà đẹp trai quá. Con Quỷ hẳn dễ thương lắm. Anh biết không, nó kêu em bằng mã đó. Má nó còn ở nhà trình hình ký kìa. Vậy mà gọi. Con cái gì đâu mà nghịch đạo bất hiếu à. Thôi anh ơi, anh bớt dần đi. Em nói anh nghe. Xịt vốt, xịt vốt, xịt vốt. Anh biết sao không? Nọ nơi ní là chỗ sai thanh, đực khách quế ngươi cố đứng lành lèo. Có thêm em, kẻ thân với em, có chí thì giúp qua giúp lại. Anh hiểu không? Còn cái chí đâu mà dần rửa. Thôi thôi thôi, chị cái chị có đụng vô người tôi. Tôi bị nhột. Còn cái chí mà nhột. Anh làm như anh là trái tớ không bằng nghĩ. Ở nhà vợ anh đùng anh, rồi anh còn nhột không? Chị nói vui ghê á.